FPT Telecom vô địch ai khiến 2021. Lãnh đạo phong trào Ftel 2021 bình chọn xuyên Tết dương lịch. Đồng ý hẹn hò, phát sóng tập 5. Chào mừng bạn quay trở lại bản tin truyền hình dã chiến 90 giây, cập nhật nóng hổi tinh thần vượt dịch của người Ftel. Sau 3 giờ thi đấu chung kết đầy kịch tính, với lợi thế về tinh thần đồng đội, sản phẩm quầy công nghệ của nhà viễn thông đã xuất sắc trở thành quán quân ai khiến 2021. Sự tự tin, tư tốn của nhóm tác giả FPT Telecom. Sự bình chọn áp đảo từ khán giả đã mang lại chiến thắng cho nhà cáo với tổng điểm 62, trong đó 42 điểm từ ban giám khảo, 10 điểm bình chọn khán giả và 10 điểm khi đặt ngôi sao hy vọng vào khán giả. Sau vòng đề cử, 27 gương mặt lãnh đạo xuất sắc đã bước vào vòng bình chọn để tìm ra lãnh đạo phong trào Ftel 2021. Vòng bình chọn kéo dài gần một tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 3 tháng 1 năm 2022. Như vậy, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022 này, các cán bộ nhân viên nhà cáo có thể huy động kêu gọi bình chọn cho lãnh đạo của mình. Các cán bộ nhân viên FPT Telecom hãy nhanh tay truy cập vào website lãnhđạophongtrao.ftel.vn để bình chọn và có cơ hội nhận những giải thưởng giá trị dành cho người bình chọn. Tập 5 chương trình Đồng ý hẹn hò sẽ phát sóng lúc 14 giờ 2 phút chiều nay ngày 31 tháng 12 năm 2021. Số tuần này sẽ ghi lại cuộc gặp gỡ của Minh Dương, Trung tâm Kinh doanh Dự án Vùng 5 và Hoàng Kiều, BNC. Liệu chàng trai rất ít nói, chỉ hay cười và cô gái luôn hoạt bát, tích cực bất kể mọi hoàn cảnh, có cùng bấm nút thả tim, trao cho nhau cơ hội. Cùng đón xem hai cá tính trái ngược gặp gỡ nhau trong số phát sóng tuần này nhé!